Ủa, phải cái này ông ta sao nó không hiện lên like ta? chờ xíu mới mở tầm 50 giây. Rồi, chào mừng mọi người đã quay lại với nhà của Hot Dog như 12, nhà HCT, có một người đây hả? Rồi, chào mọi người ơi, chào Tâm Yếu Thánh Nữ Bất Tử nha. Rồi mọi người hôm nay vào đây đi, bên em sẽ có rất là nhiều những cái combo nè và những cái deal hời cho mình nha. Em sẽ giảm cho mọi người rất là nhiều những cái là Hot Dog thanh trùng của bên em nha. Rồi, mọi người vào đây đi mọi người. Mọi người vào đây giùm em nha, coi phiên livestream bên em đi. Rồi thả team giúp em đi mọi người ha. Lên cỡ khoảng là 500k team đi, 500 team đi, rồi bên em là sẽ lên từng cái món hàng cho mình luôn nha mọi người ha. Rồi em sẽ giảm cho mình luôn lần 1, lần 2 luôn nha. Mọi người nhớ vào đây theo dõi giúp em ạ. Rồi mọi người ơi, tranh thủ vào phiên live stream của HCT Family Food của ngày hôm nay nha mọi người ơi, rất là nhiều deal hời luôn cho mọi người đó. Rồi, hình như là có 13 người rồi. Rồi mọi người ơi, bây giờ em sẽ lên cho mọi người là sản phẩm đầu tiên nha. Mọi người nhớ bình luận giúp em đi. Mọi người nhớ bình luận tương tác giúp em đi nha mọi người ha. Cứ hỏi gì những cái gì mọi người thích ha. Vào đây tâm sự cho vui luôn nha mọi người. Rồi, sản phẩm đầu tiên đi ha. Em sẽ lên cái hot dog bắp đi. Hôm nay nếu mà mọi người mua một hộp 20 cây hot dog thanh trùng bắp đi mọi người ha. Một hộp như vậy nè. Đó, thì mọi người sẽ được giảm giá cho mình á, là chỉ còn từ cái giá gốc đi. Bên em là 180 ngàn đúng không? 180 ngàn bên em sẽ giảm cho mình chỉ còn là 159 ngàn thôi nha mọi người ha. Mọi người nhớ like giúp em đi ạ. À. Rồi mọi người ơi, hôm nay nha mọi người mua một hộp hot dog thanh trùng ăn liền vị bắp. Bên nhà em là một hộp 20 cây nè. Bên nhà em á, ồ giảm quá trời luôn mọi người, Dạ. 180 mà giảm còn có 159 ngàn thôi nha mọi người. Đúng rồi, giảm rất là nhiều luôn nha. Rồi anh Ly ơi, hôm nay mình có giảm rất là nhiều nha anh. Không biết là nhà mình còn những cái món ăn vặt hay không. Những cái sản phẩm này, ví dụ giống như là mình ăn chung với mì nè ha, mình ăn chung với lại cơm này kia rất là ngon luôn nha. Đó. Rồi nếu không biết là ở nhà mình đã hết ra chưa. Nếu mà hết rồi thì mình vào đây mình mua luôn một lô sẵn luôn đi ha. Mình để ở nhà để mình có thể là sử dụng thường xuyên nha. Rồi anh Ly ơi, không biết là mình tới sản phẩm nào. Còn không thì em sẽ lên từng cái cho mình coi ha. Thí dụ giống như hôm nay là cái sản phẩm mà hot dog bắp đi. Đây em để đây, nãy giờ để ngược ngang không thấy ha. Đó, mọi người thấy không ạ? À? Cái này có bao khó làm ta? Đó, mọi người thấy không ạ? À? Một hộp như vậy thì nó sẽ có Bên là hông á, 20 cây nha. là cái burger nó bên hông á, Đúng không? Đúng không? đúng rồi, Đúng rồi, thẳng đó nè. Hồi nãy rồi để đúng rồi đúng ngang. rồi đúng rồi, Nãy hồi nãy để ngang. Đó, anh Ly ơi, thí dụ giống như hộp bắp này đi ha, cái hot dog thanh trùng bắp này đi thì bên em đang giảm giá từ 180 ngàn nha, đang giảm xuống chỉ còn có 159 ngàn thôi. Đó, mọi người thấy không ạ? À? Giảm cho mình tới là 12% nha, giảm cho mình tới là 12% lận nha. Đó, anh Ly thấy ok không ạ? À? Mọi người ơi, 30 người đang xem ơi, không biết là mình đang có thích cái sản phẩm nào trong đây không ạ? À? Thì mình có thể vào đây mình nói giúp em nha. Mình có thể là bình luận giúp em nha sản phẩm đó nha. Rồi, bây giờ là em đang giới thiệu cho mình là cái thanh trùng đi. Cái hot dog thanh trùng bắp nha. Cái này nó trong hot đây dog thanh nó trùng sẽ ăn là liền có. gọi tắt cũng được, hot dog Đúng rồi, hot dog hot bắp dog nha vị mọi người. bắp nha mọi người. Đúng rồi, mọi người biết không? Tại vì thanh trùng á thì nó sẽ là giữ dưỡng chất ở trong đây rất là nhiều luôn mọi người ha. Mọi người biết ví dụ giống như là về sữa thanh trùng với sữa thịt trùng đi thì mọi người có thể so sánh là sữa thanh trùng nó sẽ ok hơn nhiều đúng không ạ? Đó, thì sản phẩm này nó cũng sẽ như vậy nha. Tuy là nó sẽ không xa bằng những cái thịt trùng nha, nhưng mà nó sẽ là có những dinh dưỡng mà dưỡng chất này kia cao hơn nhiều so với thịt trùng nha mọi người ha. Đó, cho nên mọi người ơi, một hộp như vậy mọi người nên có sẵn ở nhà mình sử dụng chung. Thí dụ mình ăn mì nè thì mình cần có đạm ha, chất dinh dưỡng thêm ha, để mình kèm ăn kèm theo nha mọi người. Đây thì ở đây vừa có chất xơ và có chất đạm luôn nha mọi người ha. Chất xơ là từ trong bắp, bên em trong đây là cái xúc xích bắp nè mọi người thấy là trong đây có hình ảnh sẵn nha, hình ảnh sẵn như vậy nè. Đó, rồi một cái cây xúc xích như một cây hot dog như vậy đó mọi người ha, một cây hot dog như vậy á thì trong đây thì nó sẽ có rất là nhiều bắp luôn, trong đây có rất là nhiều hạt bắp luôn mong nha mọi người ha. Đó, rồi thì mình vừa ăn có chất xơ và ngoài ra có thêm chất đạm nữa thì mọi người thấy là nó có rất là tiện nghi cho mình luôn nha mọi người ha. Rồi mọi người ơi, hôm nay chương trình khuyến mại của hôm nay nha mọi người, khi mà mọi người mua một hộp hot dog thanh trùng ăn liền vị bắp này 20 cây, bên em sẽ gửi kèm cho mọi người thêm 2 cây vị bất kỳ nữa nha mọi người. Ví dụ như mọi người mua bắp đi, em sẽ gửi cho mọi người sông khói hoặc là bò, hoặc là bò với lại cây mala nha. Bên em rất là nhiều vị luôn nha mọi người ơi. Đó mọi người thấy không ạ? Thí dụ giống như bây giờ hôm nay đi, chương trình khuyến mãi của em anh em á là mọi người mua được một hộp đi ha. Thí dụ giống một hộp bắp đi ha thì bên em sẽ tặng cho mình là một
một hai sản phẩm bất kỳ nha, hai sản phẩm cả sản phẩm hot dog thanh trùng bất kỳ, nhưng mà mọi người thí dụ giống như là cái này ha, một trong hai hai cái này nha, đó một cái combo như vậy nha, hoặc là cái vị khác nha mọi người. Đây nói chung sẽ có là ba vị thì mọi người sẽ nhận được bốn vị lần mà ba vị đúng rồi, rồi. Vị camala nè, vị bắp nè, đúng rồi, vị bò nè, vị xông khói nữa, ngoài ra còn có hồ lô phô mai và chân gà nữa nha mọi người, rất là nhiều vị luôn nha. Đó mọi người thấy không ạ, tặng cho mình rất là nhiều luôn, không những giảm mà còn tặng nữa, thì mọi người còn chần chừ gì nữa mà không bỏ vào gửi kèm nha. Rồi mình gửi kèm nha mọi người ha, mình gửi kèm vào luôn nha mọi người ha. Đó mọi người thấy không, có gì đâu mà phải lăn tăn nữa đúng không ạ, bỏ ngay vào giỏ hàng nha, để mình có thể thanh toán liền nha mọi người ha. Đây rồi. em ghim một hộp 20 cây xông khói lên nha mọi người ơi. Đây khi mà hôm nay mọi người mua một hộp 20 cây bên em sẽ gửi kèm cho mọi người nữa nha, gửi kèm hai cây bất kỳ vị bất kỳ luôn nha mọi người. Nó rất là nhiều luôn. Chào bạn Hương Nguyễn nha. Rồi hello mọi người ạ. Hello mọi người đang xem nha. Bạn Win Win ơi, không biết là mình đã có thích sản phẩm này không thì mình có thể bình luận giúp em nha. Hiện tại bên em đang ghim lên cho mình là một cái hộp xông khói đó mọi người. Một hộp xông khói này là tới 20 cây nha. 20 cây nha. Thì cái hot dog thanh trùng xông khói này á mọi người ha, thì nó sẽ có vị xông khói nha. Mọi người biết là thường thường cái vị xông khói đó, nếu mà ai mà thích cái kiểu mà món ăn mà kiểu phương Tây á thì á mình có thể là thích cái hương vị này giúp em nha. Đó rất là ngon luôn nha mọi người ha. Một cái hộp như vậy là có 20 cây nè. Rồi, một cây thí dụ giống như mình mua một hộp như đi thì trong hôm nay em sẽ khuyến mãi cho mình là tặng hai cái sản phẩm bất kỳ nha. Gửi kèm. Gửi kèm cho mình là hai sản phẩm bất kỳ nha mọi người ha. Gửi kèm cho mình là hai sản phẩm bất kỳ theo một cái hộp này nha mọi người ha. Đó. Cái này á là cái quà mình gửi kèm theo nha mọi người ha. Đó. Rồi, hai sản phẩm bất kỳ thì có ba hương vị nha. Xông khói nè, bắp nè mọi người ha. Và ngoài ra hương vị bò nha. Đó. Thì ba hương vị này nếu mà mọi người thích đó đều mình có thể sử dụng để mình có thể thay phiên với nhau. Ví dụ giống như là mình thích vị xông khói đi đúng không ạ? Đó. Nhưng mà mình sử dụng nhiều rồi nên hôm nay mình muốn thay đổi thì bên em sẽ tặng cho mình là hai cái vị bất kỳ khác nhau nha. Mình có thể sử dụng cái đó kèm theo nha mọi người ha, ăn mì ăn cơm này kia ok rất là ngon nha mọi người. Đó. Ví dụ giống như là mình chọn bắp đi thì nó có thêm chất xơ nữa nha. Đó. Còn nếu mà mình thích cái vị xông khói mà kiểu phương Tây mình có thể sử dụng như em cái là hộp màu xanh dương này nha. Đó, là cái vị xông khói nha mọi người ha. Rồi, ngoài ra mình có thêm là cái sản phẩm khác đi. Qua sản phẩm khác. Mình qua sản phẩm khác nha mọi người. Vị cây mala đi. Vị này hiện tại rất là hot và rất là phổ biến luôn mọi người. Đúng rồi. Em thấy á là rất là nhiều người thích ăn cay nha. Thì nhiều người ăn cay rồi nhưng mà nhiều khi là cái độ cay á là nó kiểu giống như cay quá hay không, cay gắt quá thì nhiều người ăn không được, người ta thích cay nhưng mà kiểu gắt quá thì người ta không thích ha. Còn hoặc là nếu mà cay nhưng mà cay nó cũng không phải là kiểu giống như là nhạt quá, không có đủ độ cay mà mình thích. Đó, thì cái này nó vừa phải luôn nha mọi người ha. Đúng rồi mọi người. Bên nhà HCT Family Food nắm được thông tin thị trường nên biến tấu cái vị cay này phù hợp, rất là phù hợp với người châu Á nha. Khi mà mình không ăn cay được thì mình ăn cũng được nha, nó vị nó chỉ the thôi. Tí nữa bà Hot sẽ review cho mọi người nha. Đó, nếu mà một hộp này cũng là 20 cây luôn nha mọi người ha, và cũng là chương trình hôm nay luôn. Nếu mọi người mua một hộp như vậy thì bên em sẽ gửi kèm cho mình là hai sản phẩm bất kỳ nha, hai sản phẩm hot dog thanh trùng bất kỳ luôn nha mọi người ha, với ba vị hồi nãy em nói đó là vị bò, vị bắp và vị cây mala nha mọi người ha. Đó, rồi mọi người có muốn em mở ra em coi cho review cho mọi người không ạ? Mọi người ơi bình luận giúp em đi nha. Rồi mọi người ơi bình luận giúp em đi nha mọi người. Rồi mọi người ơi vào đây thả tim giúp em đi nha, vị bắp đi ạ. Dạ rồi, vị bắp thì em sẽ mở vị bắp cho mình nha. Không có thì lấy trên đó đi. Ok, mình ghim vị bắp lên cho bạn Ly rồi nha. Đây mọi người ơi, hôm nay một hộp 20 cây có 180 mà giảm còn có 159.000 thôi mọi người ơi. Đó, anh chị nào mà hôm nay anh chị nào mà muốn giảm nữa thì comment giùm em chữ giảm đi, em giảm tiếp xuống nữa cho nha mọi người. Rồi, mọi người ơi tham gia vào nhiều đi, thả tim giúp em đi nha. Rồi lên 500 tim đi ha, lên 1000 tim đi rồi bên em sẽ giảm thêm cho mình nữa nha. Em giảm cho mình là hết đát luôn nha mọi người ha. Đó, chỉ trong phiên livestream này thôi, tại vì kết thúc phiên livestream là bên em sẽ không có giảm như vậy đâu. Và ngoài ra nữa trong phiên livestream này đó thì mọi người và trong livestream này đó mọi người ha, thì mọi người có thể là mua được với giá cực kỳ hời nha. Còn thí dụ giống như là kết thúc á thì mình sẽ không được giảm nha mọi người ha. Cho nên mọi người tranh thủ cho mình. Ừ. Vậy thôi. Nó bị trơn. Để này. Rồi mọi người ơi, mọi người đang có thắc mắc hoặc là muốn em review sản phẩm nào thì mọi người cứ comment giúp em nha. Đây mọi người ơi, bên nhà em sản phẩm á, tạo những cái đường cắt á, xé nó rất là đơn giản luôn, rất là dễ dàng luôn ha mọi người.
Hiện tại là anh Hot đang ăn vị bắp nha mọi người. Đó, vị bắp. Vị bắp có hạt bắp thật bên trong luôn nha. Nên mọi người đừng nghi ngờ gì nha. Đó, rồi chào bốn bạn đang xem nha. Mọi người ơi, vào đây cung vui đi nha mọi người. Vào đây giúp em đi nha mọi người ha. Thả like giúp em nha. 1000 tim thì bên em sẽ giảm cho mình thêm là cái sản phẩm này đã với giá rất là rẻ luôn nha mọi người ha. Rồi, hiện tại trên tay em á là sản phẩm là hot dog thanh trùng về là hương bắp nha, vị bắp nha. Trong đây là có hạt bắp thật luôn nha. Không phải là cái hương không mà nó là bắp thật luôn nha mọi người ha. Đây, thì em sẽ xé ra. Ở đây á là cái màng PVDC nha mọi người ha. Cái màng collagen. Không, cái màng này nè, cái màng này. Cái bọc ở ngoài á là cái bàn PVDC nha mọi người ha, thì nó khi mà nó sẽ bọc lại á là nó sẽ có ép trên không đó, thì cái nhựa này á thì nó sẽ không có bị hấp thụ cái vi chất nhựa mà để cho mà hại sức khỏe của mình nha, cho nên mọi người cứ an tâm giúp em nha. Cái này đã, cái màn bọc mà PVDC này á là nó nhập khẩu từ Mỹ nha, để có thể là sản xuất nhập khẩu từ Mỹ, nước ngoài được rồi, nhập khẩu từ nước ngoài nha. Đó, thì nó sẽ hỗ trợ là không có hấp thụ những cái vi nhựa để cho hại sức khỏe của mình nha. Còn đây ở ngoài cái xúc xích á thì nó sẽ là có cái màn bọc collagen nha. Màn bọc collagen này á thì nó sẽ bọc và ngoài ra cái vị nó kiểu giống như là ăn kiểu sực sực á, giòn giòn đó mọi người ha. Và ở bên trong đó là cái thịt thật nha mọi người ha. Thịt này là thịt thật nha mọi người ha, đến 99% lượng nha mọi người ha. Đó, cho nên đó mọi người ăn á cảm thấy là cái vị thịt nó rất là real luôn nha, nó rất là thật luôn nha mọi người ha. Đó, nó không có bị kiểu bở mà nó còn giật giờ còn kiểu như là giòn của thịt á. Rất là giòn. Đúng rồi. Dai và giòn nha mọi người. Đúng rồi đó mọi người ha. Rồi bây giờ em sẽ thử cho mọi người thôi coi nha. Vị bạn Hói đang ăn vị bắp nha bạn. Hiện tại là mình ghi cái sản phẩm lên là một hộp bắp có trong một hộp bắp có tới 20 cây được nha mọi người. Trọng lượng một cây hot dog thanh trùng ăn liền bên nhà HCT Family Food thì tới 28 gram lận. Đúng rồi. Đúng rồi, nên khá là to nha mọi người. Mọi người có thể ăn cùng với mì nè, với cơm nè, hoặc là bánh mì sandwich. Rất là tiện luôn nha mọi người. Sáng mà mọi người không ăn sáng kịp đó, thì mọi người cứ xé 1 đến 2 cây mọi người ăn thôi là đó. No rồi. Tại trời ơi. Đúng rồi. Một ngày á, thí dụ như buổi sáng mình không có thời gian đi ha, là mình có thể ăn một cây thôi là nó cũng đầy đủ rồi. Thí dụ giống như cái bắp hồi nãy giờ em ăn nè, đó. Cái mùi bắp của nó rất là thơm luôn nha mọi người ha. Nha, mình sử dụng cái mùi bắp này á thì nó vừa có là có chất xơ nha, cái hương vị bắp này là vừa có chất xơ của bắp này, trong đây có hạt bắp sẵn luôn nha. Rồi ngoài ra thì có vị thì có đạm nữa là mùi ha, rồi có calo là protein là rồi mùi. Nếu mà calo nó ok á thì cái hàm lượng calo này nó đủ cho mình là một buổi luôn nha mọi người ha. Nhưng mà nếu mà mình ăn kèm chúng với lại mì thì nó sẽ ngon hơn nhiều nha mọi người ha. Đó, mình ăn liền luôn, thí dụ như mình không có thời gian mình ăn không cũng ngon rồi nha, nhưng mà thí dụ như mình ăn kèm thêm những cái món khác đều hợp hết nha mọi người. Đây anh thấy anh thẳng ra cho mọi người thấy à, ví dụ như những anh nào mà gamer tập gym ăn cũng được nữa, tại vì thành phần của nó là thịt rất là giàu đạm nha mọi người. Đúng rồi, hàm lượng đạm cao nha mọi người ha. Hồi nãy giống như em nói đó là thịt này đó là thịt thật nha, đó hoàn toàn là thịt thật mọi người biết á. Ví dụ giống như sản phẩm khác đi mình không biết nha, nhiều khi mình ăn nha thì nó sẽ kiểu giống như nó hơi bở ra nha, thậm chí là có một số sản phẩm á mình nghe nói là thịt thật thịt riêu đúng không ạ, nhưng mà mình sử dụng xong mình cảm thấy nó vẫn bở, nó không có giòn sực sực giống như là thịt thật á. Cho nên thí dụ giống như mình bây giờ mình sử dụng đi, mình sử dụng cái sản phẩm này đi rồi mọi người sẽ so sánh được nha, có sự khác biệt nha, nó có đúng thịt hay là sực sực cái hương vị thịt nha, cái chất thịt hay không á, thì mình sử dụng là mình biết liền nha mọi người ha. Đó rồi, em xin nhắc lại nha, cái sản phẩm trên tay em là sản phẩm là hot dog thanh trùng là vị bắp nha mọi người ha. Hôm nay bên em á một hộp như vậy nha, một hộp như vậy nha mọi người ha, và tổng cộng là có 20 cây nha mọi người, 20 cây lận rất là nhiều luôn nha. Bên em giảm cho mình là từ 180.000 nha, giảm xuống còn bao nhiêu, 159.000 thôi nha mọi người ha, rất là rẻ luôn. Rồi ngoài ra nữa đó, thí dụ giống như là trong hôm nay thôi nha, trong cái thời gian hôm nay thôi, thì mọi người nếu mà trong phiên livestream này đó mình đặt được một hộp này đó, bên em sẽ tặng cho mình là hai thanh hot dog thanh trùng bất kỳ nha, vị cây mala nè, vị bắp nè, hoặc là vị bò luôn nha mọi người ha. Cho nên mọi người muốn cái nào mình có thể là bình luận giúp em nha mọi người. Đó, nhớ giùm em nha, có 3 vị nha. Mọi người chọn giùm em là một trong 3 hộp như vậy nha. Bên em sẽ tặng gửi kèm cho mình nha. Bên em sẽ gửi kèm cho mình là hai cái hot dog thanh trùng nha. Cái vị cây mala nè, vị bò nè, và ngoài ra là vị bắp nha mọi người ha. Rồi, em sẽ ăn dần dần cái này nè mọi người. Thấy không ạ? Một cây này là 28 gram nha mọi người ha. 28 gram như vậy là bỏ vào một gói mì là trời. Đầy đủ luôn, đầy đủ lượng đạm và đầy đủ chất xơ luôn nha mọi người ha. Còn nếu mà mọi người thích vị cây mala đó mọi người ha, mình có thể là ăn vị cây nó không bị quá cay nha. Nó không có bị quá cay, mình ăn là vừa đủ cay nha mọi người ha. Đó, mình cứ ăn vừa đủ cay giúp em nha, là ok rồi. Ví dụ ai không ăn cay giỏi đó, sử dụng cái này vẫn là ok giùm em nha, không có bị cay quá mà mọi người phải lo nha. Rồi,
Cái này á mọi người, nếu mà cái này ok không, không thì mình em sẽ qua sản phẩm tiếp theo nha. Bên em có nhiều sản phẩm lắm nha. Bên em còn ngoài ra còn có hồ lô nữa nha mọi người. Hồ lô phô mai nha. Đây để em ghi lên những cái sản phẩm này. Ví dụ như sản phẩm này đi, hồ lô hộp phô mai bên nhà em nha. Tới cho một hộp hồ lô phô mai tới tận 40 túi lận nha mọi người. Tương đương với là 80 viên lận. Dạ, 40 túi. Mọi người ơi, ai mà thích hơn phô mai chờ ở chọn cái này liền giùm em nha. Nha, phô mai nha mọi người ha. Em thấy bây giờ cái thời bây giờ 400 năm bây giờ em thấy rất là nhiều người mê phô mai, thậm chí em cũng mê phô mai nè mọi người ha. Đó. Thì bây giờ cái hot dog Thanh Trùng á, mình có thêm cái mà phô mai nữa nha. Rất là ngon luôn ha. Cái hồ lô này là mùi. Mọi người biết cái hồ lô á, hồi xưa á là mấy cái mà kiểu nó đặt tên hồ lô như vậy, kiểu kiểu đại phú đại cát mọi người ha. Kiểu mấy cái đó là kiểu tròn tròn hay có hình dạng khác nhau, nhưng mà các tên hồ lô á kiểu giống như mình ăn vừa bổ cho cơ thể nha, và ngoài ra là kiểu giống như là lợi lộc này kia, kiểu đại phú đại cát mọi người ha, nó sẽ càng ngày càng thăng tiến hơn, kiểu như vậy đó mọi người. Đó đúng rồi mọi người, vị này á những bạn nhỏ rất là thích ăn luôn á, mình có thể bỏ vào vài túi cho những em nhỏ mình đi học nè, rất là tiện luôn ha mọi người ơi. Đó, mùa trung thu rồi mọi người ơi, tới trung thu rồi, mua về sẵn cho các bé đi mọi người ha. Bây giờ mọi người ha, là các bé á, rất là thích những cái những cái hot dog Thanh Trùng như vậy luôn nha. Đó, mà mọi người biết á, mình đi ra ngoài mình không biết là những cái chỗ khác đi, mình không biết là hàng như thế nào nha, không biết chất lượng như thế nào nha. Nhưng mà nếu mà không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng á thì mọi người phải là rất là lo lắng đúng không ạ? Đó, cho nên mọi người nên chọn cái nào mà có nguồn gốc rõ ràng. Quay về lời dính mà có. Đâu, ở bên đây mà. Không biết là để nghiêng nó sẽ thấy. À gì hả? Ok, để che lại. Rồi mọi người ơi, chào bạn Nhật nha. Trời, hồ lô phô mai bên nhà em á, phải gọi là những bạn nhỏ nha, được những bạn nhỏ rất là thích luôn. Nó mà một hộp á tới tận 40 túi là mọi người ơi, cầm một túi nhỏ lên cho mọi người xem. 40 túi. Đây, bên kia bên bạn cũng có nữa, bên bạn cũng có. Đây này. Đó, nó sẽ như vậy, cho một hộp á nó sẽ có tới 40 túi như vậy lận nha mọi người, mà một túi tới 2 viên lận nha. Ở phía sau nè, cho mọi người xem ở phía sau. Ở phía sau nó có số phô mai ở phía bên trong luôn nha mọi người. Đó, 2 viên rất là dễ thương luôn nha mọi người. Đó, mà một hộp tới 40 túi mà một túi vậy là bằng với lại 80 viên lận. Đúng rồi. Đó. Trời, mọi người rất là nhiều. Đó, nó kiểu giống như là nó tìm với lại phô mai luôn á mọi người ha, cho nên là khi mà mọi người mở ra cái mùi phô mai nó sẽ rất là tỏa ra thơm, rất là thơm luôn nha. Một hộp như vậy là có là 40 túi lận nha mọi người ha. Đó, 40 túi lận nha. Mà một túi như vậy là có 12 gram nha mọi người. Một túi như vậy có 12 gram nha. Đó. Mà một túi như vậy là có 2 viên nha. Cho nên là mọi người có thể là cho các bé, ví dụ các bé mở ra là có 2 viên rồi mình chia, ví dụ anh em này kia cũng rất là vui đó nha mọi người. Đó. Cho nên là em nói rồi, bây giờ tới kiểu giống như là trung thu á, sắp tới trung thu rồi, mua ở nhà cho các bé đi, hoặc là cho dù là không phải lễ hay trung thu gì cũng mua sẵn ở nhà cho bé nha. Mình có thể là cho bé là ăn kiểu không có thời gian đó, là mình có thể cho bé ăn liền luôn nha. Mình ăn chung với lại cơm này, còn là hoặc là mình cho các bé là ăn cùng với mì nha, chờ cực kỳ tiện nghi luôn. Thí dụ bây giờ mình cho các bé ăn những cái khác mà không có ăn kèm đi, không có những sản phẩm ăn kèm mà tốt đi ha, thì mình kiểu giống như các bé sẽ thiếu chất đó mọi người. Cho nên bây giờ có sẵn ở trong đây, mọi người mua luôn giùm em đi ha, đặt liền giùm em cái sản phẩm hôm nay đi. Bên em đúng giảm rồi cho mình nè, đang giảm một hộp hồ lô. Để em ghim lên lại nha, một hộp hồ lô 40 túi bình thường á giá gốc nha mọi người. Đây để em ghim lên lại đó, giá gốc là tới 200.000 lận, mà hôm nay trong phiên live stream đặc biệt hôm nay giảm còn có 179.000 thôi. Mà mọi người mua một hộp bên em sẽ gửi kèm cho mọi người thêm hai cây hot dog vị bất kỳ nữa nha. Đúng đó. Rồi rất là lời luôn ha mọi người ơi. Rồi mọi người tranh thủ mua trong cái phiên livestream của ngày hôm nay nha. Đó, cho nên em nói rồi mọi người ơi, thả tim giúp em đi, thả lên 1.000 đi rồi xong em sẽ giới thiệu thêm nữa nha. Em giảm cho mình là thấp lớn nhất luôn nha. Rồi với lại á, lên 1.000 đi rồi mọi người bình luận giúp đi, vô đây giúp em đi, bình luận đi rồi xong là thích sản phẩm nào là em sẽ giảm cho mình là tối đa sản phẩm đó luôn nha mọi người ha. Nhưng mà chỉ trong phiên live này thôi, mọi người lưu ý giúp em nha mọi người ha. Follow kênh bên em nữa để khi mà mỗi lần lên bên em mà lên phiên livestream á, mọi người vào để có thể mua nha, chứ không có follow là không biết đâu, khi nào mà livestream lên mọi người biết mua đúng không ạ? Đúng rồi. Follow kênh bên em nha. Đúng rồi mọi người nhớ follow, ấn follow để lấy những cái voucher của shop nha mọi người ơi, rất là nhiều voucher giảm giá và voucher receipt nữa. Trời ơi quá ư là hời luôn. Giảm lần 1, giảm lần 2 mà còn được gửi kèm theo quà nữa nè. Rồi còn được free ship nữa nha mọi người ha, mà chỉ có một cái sao? Nhấn follow thôi là ok rồi, đúng không ạ?
nhấn follow là ok rồi, mà không chỉ vậy là mình nhấn follow để sau biết, sau này biết á, biết chỗ để mình mua những cái sản phẩm mà chất lượng mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cho các bé nha. Đó, không phải đi ra ngoài mà để các bé phải mua những cái hàng mà trôi nổi mà không có biết rõ nguồn gốc để mà ăn và hạ sức khỏe cho bé ha mọi người ha. Nhanh chóng mình có thể là follow kênh bên em đi, rồi mình có thể là sử dụng những sản phẩm này chất lượng mà bên em giảm cho mình rất là nhiều luôn nha. Đúng rồi mọi người, sản phẩm, những sản phẩm nhà HCT Family Food đã được có những cái giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và được sản xuất tại Việt Nam nha. Mọi người có thể lên trên những cái trang mạng mọi người search tìm HCT Family Food, mọi người sẽ ra được rất là nhiều thông tin nha. Đó, mọi người thấy không ạ? An toàn vệ sinh thực phẩm đúng cũng có luôn nè. Đó, giấy chứng nhận này kia có đầy đủ hết luôn nè, thì mọi người ăn có gì mà phải lăn tăn nữa không ạ? Và đúng, nhà máy sản xuất bên em á là có sẵn ở trên bên đây luôn nha. Đó, nhà máy bên em á là xưởng sản xuất tới là 10.000 mét vuông rồi nha mọi người ha, và có thành lập từ tháng 4 2022 rồi nha. Cho nên mọi người cứ an tâm giúp em là có nguồn gốc là rõ ràng là tại Việt Nam luôn, mà đã là cái chỗ quê nhà của mình rồi thì mọi người có gì mà đâu mà phải lo sợ đúng không ạ? Đó, ngay tại quê nhà của mình luôn là có một cái nhà máy rất là lớn và ngoài ra nữa là sản xuất rất là rõ ràng cho mình như vậy luôn nha mọi người ha. Đó. Đúng rồi, dạ đúng rồi mọi người ơi, không chỉ là HCT Family Food bán ở trên livestream của TikTok đâu, mà ngoài ra những cái sản phẩm của nhà HCT Trumix đã có mặt trên các cửa hàng nè, các ST nè mọi người ơi, các tạp hóa, nói chung là đã có mặt trên thị trường trên toàn quốc rồi nha mọi người, nên mọi người cứ yên tâm ha. Đó, bây giờ thí dụ mọi người đi ra ngoài siêu thị lớn, siêu thị nhỏ đi cũng có mặt hết rồi nha. Nhưng mà nói thiệt với mọi người, bây giờ trong phiên livestream nhớ follow kênh bên em đi, thì mình lên để mình có thể là mình mua được với giá giảm nha. Đó, thì thí dụ giống như đi ra ngoài siêu thị lớn, siêu thị nhỏ nhiều khi là có khi là giảm đi, nhưng mà giảm không có được nhiều như trong phiên live này, cho nên em mới nói là follow kênh bên em đi để có thì gì mình mua được giá giảm hơn, mà mình đỡ phải đi ra ngoài mình tìm, mình tốn xăng, mình tốn sức đúng không, mà tốn thời gian đúng mọi người ha. Đó, cho nên là mình lười đó, mình chỉ cần ở nhà mình chỉ cần bấm một phát thôi là mình có thể nhận được món hàng rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ em đang ghim cho mình là cái hồ lô vị phô mai nha mọi người ha, vị phô mai nha. Cái lượng cái sản phẩm này á thì nó sẽ có đầy đủ calo để có đáp ứng cái năng lượng cho mình là hoạt động cả một ngày luôn nha mọi người ha. Cho nên mọi người tranh thủ giúp em, tranh thủ giúp em có thể mua về cho các bé nè, hoặc là cho bản thân của mình ăn cũng rất là ngon nè mọi người ha. Ai mà không thích hot dog đúng không ạ? Hiện giờ bây giờ cái kiểu hot dog bây giờ rất là phổ biến luôn, ai cũng thích luôn. Nhưng mà cái loại mà thanh trùng này á không phải lúc ở chỗ nào cũng có nha, không phải nơi nào cũng có nha mọi người ha. Đúng rồi mọi người, thanh trùng thường thường á là mọi người phải về bảo quản lạnh nè, phải về chế biến luộc xào nấu nướng gì đó, nhưng mà rồi, riêng sản phẩm hot dog thanh trùng ăn liền nhà HCT Family Food, mọi người chỉ cần bảo quản nhiệt độ bình thường ở ngoài nè, rồi tới tận 3 tháng lận nha mọi người, rồi mọi người xé ra mọi người ăn được liền nha, nó rất là tiện lợi luôn. Đúng rồi, bảo quản ở nhiệt độ phòng thôi cũng là ok rồi nha mọi người ha. Đó, cho nên là mọi người thấy tiện nghi không, mà khi mà không có thời gian mình xé ra một phát mình ăn, đâu phải nấu nướng hay gì nữa đâu đúng không ạ? Rất là tiện nghi luôn. Nhưng mà có cái là có bổ sung chất dinh dưỡng ok cho mình không? Có luôn nha mọi người ha. Thì mọi người còn gì mà phải lo lắng mà lăn tăn nữa mọi người. Thường thường lúc trước mọi người sợ là ăn những cái sản phẩm ăn liền á thì sẽ không có tốt nha. Nhưng mà cái này là dạng thanh trùng nha. Mà dạng thanh trùng á thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều, và ngoài ra chất dinh dưỡng nó cực kỳ cao hơn nhiều so với thịt trùng luôn nha. Đó, cho mọi người các an tâm nha. Rồi, em xin nhắc lại cái sản phẩm mà em mới vừa ghim cho mọi người đó. Đó, em nhờ anh hỗ trợ ghim đó. Thì là cái sản phẩm nó hồ lô nha. Cái vị là mình tẩm ướp là phô mai nha mọi người ha. Mở ra một phát là mình nghe cái mùi phô mai rất là thơm luôn nha mọi người. Đó, và ngoài ra mình mua cái sản phẩm này hôm nay, trong ngày hôm nay mùa 200, những cái phiên livestream hôm nay, bên em sẽ là gửi kèm cho mình là kèm theo là một trong ba vị, vị Kamala, vị bò và ngoài ra vị bắp nha mùa ha. Đó, hot dog thanh trùng nha mùa ha, ba vị nha. Đúng rồi mọi người, ngoài những cái sản phẩm mà từ nãy em giới thiệu là một hộp ra, thì bên em có những cái combo, ví dụ như là combo 10 túi. Đây em ghim lên cho mọi người thấy đó, đó là combo 10 túi hồ lô phô mai nha. Mọi người không muốn mua hộp thì mọi người có thể mua những cái combo bên nhà em, có những cái combo 5 cây, 10 cây nha mọi người ơi. Túi 5 túi hoặc là 10 túi có hết luôn nha mọi người ơi. Đó, rồi mọi người nếu mà không có thích kiểu như mua nguyên hộp thì có thể là mua lẻ cũng được nha. Kiểu như vậy nè, combo 10 túi nè ha. Đó, 10 túi thì tổng cộng cũng là 120g rồi ha. Đó, 10 túi cũng là 120g rồi, cũng rất là nhiều. Mà thí dụ một túi đi mình xé ra mình sử dụng chung với lại xôi cũng được ha, xôi mì hay là cơm này kia cũng được ha, cũng là ok rồi nha. Tại vì một túi nó cũng có 12g và cái lượng đạm của nó rất là cao nha mọi người. Cũng như em nói nãy giờ đó, là sản phẩm bên em là thanh trùng nha, thanh trùng và chất dinh dưỡng hàm lượng đạm cao nha, chất xơ cũng có hết luôn nha mọi người ha. Cho nên mọi người cứ đặt giùm em đi,
Hiện tại bên em đang ghim cho lên là cái sản phẩm của mình là 45.000 nha, giảm cho mình 10% nha, chứ là giá gốc của nó là tới 50.000 nha. Đó, 50.000 nha, bây giờ giảm cho mình là còn 5.000 thôi. Đúng rồi mọi người ơi, ngoài ra nha, bên nhà em còn có những cái combo 5 nữa. Để em ghim một cái hot best seller bên nhà em đi. Hot dog vị bắp, em ghim cho mọi người cái combo 10 cây nha. 10 cây tức là nửa hộp á mọi người, một hộp 20 cây em ghim lên cho mọi người cái combo 10 cây nha. 10 cây bên là nửa hộp rồi mọi người ơi. Mọi người có thể mua lẻ cũng được nha, không cần phải mua hộp đâu mọi người. Mọi người mua lẻ 10 cây cho em nha. Hiện đó, tại là mà. 10 cây 90.000 giảm còn có 79.000 thôi nha mọi người ơi. Đó, mọi người thấy không ạ? 90.000 giá gốc giảm cho mình 12%, giảm cho mình còn có 79.000 nha mọi người ha. Rồi, mọi người ơi, team giúp em đi, bình luận giúp em đi mọi người. Ai mà thích sản phẩm nào bình luận giúp em đi, rồi bên em là giảm cho mình hơn nữa. Nếu mà mọi người thích nha, nên chỉ trong phiên live này thôi nha. Chỉ trong phiên live này bên em mới giảm như vậy thôi nha mọi người ha. Còn nếu mà kết thúc phiên live không còn ở đâu, cho mọi người tranh thủ nhắn tin với lại bình luận giúp em đi nha. Rồi nếu mà ai mà kiểu giống như hướng nội nè, đó không dám nhắn tin hay là không dám bình luận, thì mình có thể làm vào bên cái giỏ hàng màu vàng ở bên tay trái đó, người thấy không? Đó mình vào đó nha. Bên em ghim sẵn những cái combo và cũng như những cái món hàng là tổng cộng là 24 sản phẩm đó, 24 cái combo đó, thì mọi người có thể là tự động mình mua luôn nha, mình không dám có bình luận thì mình cứ tự động mua luôn nha mọi người ha. Rồi mọi người ơi, vào đây chung vui giúp em đi nha, nhấn thả tim giúp em nha mọi người ha, nhấn thả tim giúp em nha. Rồi mọi người ơi, ngoài ra nữa bên em sẽ là giới thiệu cho mình rất là nhiều sản phẩm mà giảm cho mình lần 1 nè. Mọi người thích thì bên em sẽ giảm cho mình lần 2 luôn nha, kèm theo những cái voucher mà bên em tặng kèm nè để free ship nha mọi người. Đó, cho nên mọi người tranh thủ giúp em nha. Vào đây mình có thể là thả tim nè, mình follow kênh bên em nè, rồi bên em sẽ giảm cho mình nha mọi người ha, gửi kèm theo quà thêm cho mình nữa nha. Ít người thì ta sau này giảm nha, hồi qua cũng được rồi thành. Rồi mọi người ơi vào đây đi mọi người. Không chết được. Rồi mọi người ơi, bây giờ em sẽ qua sản phẩm tiếp theo nha. Ê, còn có mỗi mình kéo nó được không ta? Ví dụ như hôm nay nếu mà tình hình bắt xem gì thì lâu một tiếng được không? Hay là bạn muốn ngồi về lại 2 tiếng luôn? Không biết nữa, sao cũng được, bạn coi thử coi. Chắc là 1 tiếng thử xem. Là tới 12 giờ thử ha. Ừ. Rồi mọi người ơi vào đây giúp em đi, rồi ba người xem rồi nè. Tự nhiên bị giăng. Mọi người muốn chơi bên nhà em, chơi mini game gì, hoặc là mọi người tương tác với bên nhà em đi, mọi người muốn sale hoặc là muốn giảm combo nào á thì mọi người cứ comment cho em biết nha mọi người ơi. Hiện tại là em thấy chưa anh chị nào vào hết nè. Mọi người cho em xin một lượt chia sẻ hoặc là một lượt tim của mọi người thôi cũng được mọi người. Yeah. Rồi mọi người ơi, nhanh chóng vào đi mọi người ơi, nhanh chóng vào đây chơi nha. Vào đây đi, rồi xong bên em sẽ chơi mini game với mọi người luôn nha. Giảm cho mình rất là nhiều nha mọi người ha. Rồi, sản phẩm anh em nó giảm lần 1 là giảm lần 2, và ngoài ra gửi kèm cho mình rất là nhiều cái sản phẩm kèm theo luôn nha mọi người. Ví dụ giống như sản phẩm hot dog thanh trùng mọi người ha, thì bên em sẽ có là tới 4 vị lần nha. Tới 4 vị lần nha mọi người ha. Nhanh chóng mình có thể vào đây nha. Bên em sẽ chơi mini game mọi người để giảm cho mình, rồi gửi kèm quà cho mình rất là nhiều nha mọi người ha. Rồi mình vào đây đi mọi người ha. Với lại dạo này là có là nhiều ta? Có, ngày này cũng là hết á. Hôm qua là tới 40 mắt lận á. Hôm nay tại sao lại quá đúng hai đứa mình coi từ nãy giờ. Đó thì kỳ đó. Hôm qua là 40 lần hả? Ừ. Bình thường nó sẽ rơi vào tầm 10 tới 40 50. Bình thường không chạy. Rồi, hello Trung Hiếu nha. Trung Hiếu ơi, không biết là mình có thích những cái sản phẩm mà hot dog thanh trùng không, mình có thể là đặt bên em nha, ủng hộ nè bên em nè. Rồi bên em đang giảm rất là nhiều nha, và ngoài ra có rất là nhiều cái game mini luôn nha. Rồi không thì mình có thể tâm sự cho vui ha. Rồi mọi người ơi, hello Tường Vi nè,
Thế là mọi người đã tham gia vào cái phiên livestream của bên em nha. Mọi người muốn em review sản phẩm nào? Rồi mọi người muốn em review sản phẩm nào? Nói đi, mọi người cứ bình luận giúp em đi, rồi bên em sẽ lên cho mình là cái sản phẩm đó nha, review cho mình sản phẩm đó nha. Không chỉ có những cái hot dog thanh trùng nè, rồi ngoài ra bên em cũng có những cái là sản phẩm như là hồ lô nè mọi ha. Mọi người biết là hồi xưa mình nghe trong phim á, phim kiếm hiệp nó hồ lô là cái gì ha, thì bên em là có sẵn trong đây hết luôn, mọi người cứ tò mò thì mình có thể là mua về để mình coi trải nghiệm nha. Rồi nếu mà mọi người muốn em trải nghiệm ở trên cái phiên live này để mọi người thấy á, thì mọi người có bình luận giúp em nha, bình luận giúp em đi mọi người ơi, bình luận giúp em đi, rồi bên em sẽ là mở ra rồi xong rồi review cho mọi người nha. Đó, ví dụ giống như là có hồ lô lắc nè ha mọi người, à hồ lô lắc nè mọi người ha. Đó rồi, nó sẽ có lắc cái này, lắc gì, lắc phô mai cho mọi người ha. Rồi ngoài ra ví dụ như mình có thêm là cái hot dog thanh trùng mà có kèm theo là cái tiêu đen nha mọi người, cái sốt tiêu đen nha mọi người ha, nghe lạ không ạ? Đúng rồi mọi người, cho một túi nha, cho một túi hot dog như vậy nha, là ba cây mà kèm cho người thêm hai túi sốt với lại hai chén chấm nữa nha. Đó. Kèm cho mình là như vậy, kiểu giống như là mình ăn kiểu bánh tráng đó mọi người ha, có đầy đủ hết luôn nha mọi người đó. Nhưng mà cái này theo một cái tầm cao mới nha, một cái level mới nha mọi người ha. Cái này là cái hot dog thanh trùng nha mọi người. Đó, hot dog thanh trùng là mình có sẵn hết những cái khay để đựng nước chấm nè. Đó. Rồi còn sốt là sốt tiêu đen nha mọi người ha. Ai mà thích cái kiểu mà vị the the của tiêu nè, thơm của tiêu nè mọi người ha. Đó thì mình có thể sử dụng em giùm em cái này nha. Mọi người biết á, cái sốt tiêu đen kiểu như là kích thích vị giác cực kỳ luôn nha mọi người ha. Đó, mình chỉ cần đổ ra thôi là mình nghe cái mùi tiêu thôi á là nó đã kích thích cái vị giác của mình bằng kiểu giống như cảm giác gây thèm ăn và đói rồi nha mọi người ha. Em nói thì mọi người bảo đảm đi ha, mình cứ mua về đi, mình thử dùng em cái sản phẩm này đi nha, là cái vị nó cực kỳ ngon nha mọi người, cái vị tiêu đen nó cực kỳ thơm nha mọi người ha. Rồi thí dụ giống như là mọi người không có ăn liền đi thì mình có thể chế biến sơ qua để cho nóng lên cũng được nha mọi người ha. Mọi người có thể ăn với mì hoặc là rang, đúng rồi, rang cơm, xào mì và làm lại rất là nhiều thứ. Mọi người có thể làm những cái vi topping thả lỏng cũng được nữa mọi người ơi. Em đúng rồi, Tteokbokki cũng được nè. Nó bên mình đã chế biến thử và dùng rất là hợp và rất là ngon luôn. Nói ha mọi người ơi. Đó, mình thả lẩu xong mình lấy ra mình chấm cái sốt tiêu đen, trời ơi, còn ngon hơn cái gì nữa ha. Còn ngon cực kỳ đây. Cái gói này trời, nhìn ở ngoài giống cà phê nhưng mà nó là cái sốt tiêu đen nha mọi người ha. Đây, cái này là sốt tiêu đen nha. Đúng rồi, sốt tiêu đen nha. Một cái gói này là bao nhiêu ta? Bao nhiêu gram thì chắc cũng cỡ khoảng 10 gram đó. Nói chung là khi mà hôm nay mọi người mà mua những cái hot dog thanh trùng ăn liền bên nhà HCT Hollywood thì bên nhà em sẽ gửi kèm cho mọi người những túi sốt tiêu đen cho mọi người trải nghiệm, mọi người dùng thử những cái sản phẩm bên nhà em nha. Đó, gửi kèm theo để cho mọi người biết coi cái vị là chấm sốt tiêu đen là như thế nào nha mọi người. Đó. Rồi hello năm bạn đang xem nha. Chào bạn Bướng nè, chào bạn Vui Lên nè. Rồi bạn, mọi người ơi, mọi người có câu hỏi gì mình có thể bình luận tâm sự chùm em trong cái phiên live này nha. Vui Lên mọi người, giống như là bạn có thể cái tên Vui Lên nè. Mình vào đây để mình bình luận, mình tâm sự Vui Lên nha. Rồi bên em sẽ có rất là nhiều cái mini game cho mọi người luôn ha. Có rất là nhiều mini game cho mọi người chơi tham gia nè. Rồi được giảm giá nè mùa 2, giảm giá lần 1, lần 2. Và ngoài ra nữa mình có thể là gửi kèm theo những cái quà tặng rất là nhiều luôn. Đây, mùa tháo mà giảm cho mình. Còn được gửi quà kèm cho mình nữa, mọi người thấy rất là hời luôn ha mọi người. Rất là nhiều luôn nha mọi người ha. Ai mà thích cái những cái mà kiểu hot dog đó mùa ha, dùng giùm em liền đi. Bây giờ thí dụ mùa 2 chạy ra ngoài mua tạp hóa đi, tạp hóa có rất là nhiều sản phẩm nhưng mà thật ra là họ có cái những cái sản phẩm đó thì không biết có ngon hay không, nhưng mà bảo đảm sản phẩm bên em nha, nó cái vị thịt thật nha mọi người ha, ăn rất là sực, dai dai giòn giòn của vị thịt luôn nha mọi người ha. Bảo đảm với mọi người ha, ăn một lần là nhớ cả đời nha mọi người ha. Đó, nhanh chóng mình vào đây đi mọi người, cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nha, là hàng của mình luôn nha, hàng tại Việt Nam mình luôn nha mọi người ha. Nhưng mà cái công thức á mọi người ha, là nghiên cứu cho mọi người là từ những cái tứ phương luôn nha, ví dụ như vị cây mala nè. Đó, vị cây mala nè mọi người ha, thì là có mình có thể là coi những cái công thức ví dụ như Đông Nam Á nha, những cái vị cây của Đông Nam Á mình có thể là bỏ vào. Còn vị xăm khó là vị Tây Âu nha. Đó, mọi người thấy không ạ? Còn vị bắp thì thường thường mọi người thì thấy á, là Việt Nam của mình là có một số sản phẩm mà bỏ vị bắp vô cũng rất là ngon nha. Cho nên là nó có đầy đủ hết nha. Bên mình là nghiên cứu hết những cái ẩm thực mà gia vị của các nước lân cận nha mùi ha, và cũng như là cái nước anh em xa nha mùi ha. Đó, cho nên mọi người cứ vào đây chọn một cái sản phẩm mà một cái vị mà mọi người muốn nha. Rồi hot dog thanh trùng bên em sẽ có rất là nhiều chất dinh dưỡng nha mọi người ha. Rồi bây giờ em sẽ ghim lên đi, ghim lên cho mọi người thêm một cái sản phẩm đi. Hồi nãy là ghim cái thanh trùng, ủa cái hot dog thanh trùng này chưa ghim đúng không ta? Ok, để mình ghim lên lại nha. Đó,
sản phẩm mà Mẫu đang cầm á là túi hot dog xông khói kèm sốt tươi đen nha mọi người ơi. Hiện tại là giá giảm chỉ còn có 24.000 một túi thôi mọi người ơi. Trời. Mà tới 3 cây lận nha. 24.000 thôi, mọi người biết á, đi ra ngoài cái siêu thị lớn, siêu thị nhỏ đi, những sản phẩm mà như vậy đó thì nó tầm cỡ khoảng từ 40 trở lên không nha mọi người ha. Nhưng mà cái sản phẩm như vậy á thì nó có kèm theo sốt cho mình không? Không có nha mọi người. Không có nha. Cái vị nó là vị truyền thống nha, nó không có những cái vị mới nha mọi người ha. Nếu mà có đi thì nó sẽ có là vị xô thơ xông khói không, mà nó làm gì có kèm sốt cho mình, đúng không mọi người? Làm gì có kèm sốt cho mình. Mà cái giá thì chắc chắn là nó không thể nào mà 24.000 được, đúng không ạ? Bên em là cái giá bên em đã giảm rồi nha mọi người ha. Cho nên sẵn tiện trong cái phiên livestream này mọi người có thể tranh thủ mình mua liền giúp em đi nha. Còn không thì hôm nay mọi người chỉ follow kênh bên em thôi là bên em đã vui rồi nha. Hôm nay follow kênh bên em nhiều đi mọi người ha. Follow kênh bên em đi thì bên em sẽ gửi cho mình rất là nhiều cái voucher để mình áp dụng vào cái đơn mình luôn nha. Hôm nay không mua thì lần sau mình cần thì mình sẽ mua nha mọi người ha. Rồi, tranh thủ giúp em đi ạ. Hiện tại bên em đang ghim cho mình là cái sản phẩm này nè, chỉ còn có 24.000 thôi nha mọi người. Chỉ còn có 24.000 thôi, cho nên mọi người tranh thủ giúp em đi ha. Tranh thủ mình bỏ vào giỏ hàng thanh toán giúp em đi nha mọi người. Rồi, bây giờ em sẽ qua sản phẩm tiếp theo đi ha. Ok, chân gà đi mọi người ơi. Hiện tại là bên nhà em á, một túi chân gà là 20 chân, nhưng mà bên nhà em á có một cái combo là 10 chân cho mọi người nữa. Để mọi người dùng thử trải nghiệm nha. Đây. Có combo 5 chân luôn nha mọi người. Bây giờ em ghim trước cho mọi người combo 5 chân đi. Rồi, cho mọi người mua trải nghiệm thử. Đây. Rồi mọi người thấy không ạ? Giá gốc của nó là tới 60.000 nha mọi người ha. Bên em đang giảm cho mình là 5 chân gà nha mọi người ha. Nên chân gà này là chân gà thảo mộc nha. Đó, chỉ còn có là 54.000 thôi nha. Chỉ còn có 54.000 thôi mà mọi người biết á là chân gà thảo mộc á. À, mọi người biết là thấy bây giờ ở trên bữa giờ á, những cái mà phốt này kia đó là không biết là nguồn gốc xuất xứ là ok hay không, những cái sản phẩm mà ở ngoài đó mình không biết nha. Đó, thì có ra kiểu rất là nhiều phốt luôn nha mọi người ha. Nhưng mà bây giờ em sẽ giới thiệu cái sản phẩm này là của Việt Nam nha. Sản phẩm là từ Việt Nam cho mọi người ha. Nhà máy ngay tại đây luôn nha mọi người ha. Nhà máy tới 10.000 mét vuông lận nha mọi người ha. Đó, cho nên mọi người cứ an tâm, hàng của mình, quê của mình ha, đất nước của mình ha, thì mình làm gì mình phải lo, đúng không ạ? Đó. Rồi, đầu tiên đi thì em sẽ giới thiệu là cái màng bọc này là màng bọc PVDC nha mọi người ha. Rồi màng bọc cái này ở bên ngoài á thì nó sẽ là có ép chân không nha, nó không có bị là hấp thụ những cái chất vi nhựa để có thể hại cho sức khỏe của mình nha. Cái đầu tiên mình có thể an tâm rồi nè. Đó, nguồn gốc xuất xứ cái thứ hai mình đã an tâm rồi nè nha mọi người ha. Rồi, cái tiếp theo nữa đó mọi người thì nó sẽ là cái sản phẩm này cũng là sẽ là thanh trùng nha, và nó sẽ có những cái thảo mộc giống như là hoa lục bí truyền nè mọi người ha. Đó, rồi kể hoa hồi nè, đó hoa hồi là quế nè mọi người ha, đinh lăng mọi người ha. Những cái này, cái thảo mộc bên đây đó có rất là nhiều luôn nha. Nó sẽ có những cái kiểu giống như là ngũ vị hương gì đó mọi người nha. Đó, rồi cái mùi hương của nó rất là thơm luôn, tại vì mọi người biết đó là đã ướp thảo mộc rồi thì sao làm sao mà không thơm được, đúng không mọi người? Đó, làm sao mà không thơm được, đúng không ạ? Rồi, một cái chân gà như vậy nha, bên em đang ghim lên cho mình sản phẩm là 5 cái nha, combo 5 cái nha mọi người ha. Chỉ còn bao nhiêu? Combo 5 cái chỉ còn là 54.000 thôi, đúng không ạ? 54.000 thôi. Tính ra đi là nó cái này nó tầm cỡ khoảng là gần 10.000 thôi nha mọi người. Đó, trên dưới 10.000 thôi nha mọi người ha. Cực kỳ là rẻ luôn. Thay vì bây giờ em nói thiệt mọi người nha, đi ra ngoài mua đi, sản phẩm là tới mười mấy 20.000 nha. Nhưng mà không biết là nó có tốt hay không nha, những cái hàng mà một cái hàng mà từ quê nhà của mình là ra đi, mình biết rõ luôn nhà máy ở đó, thì còn hơn những cái sản phẩm là ở ngoài mình không rõ nha, hoặc là những cái nước xa mình đâu có rõ được nhà máy với họ cũng như thế nào đâu, đúng không ạ? Đó, thì mọi người thấy so sánh đi, cái nào được lợi hơn, đúng không? Cái nào sẽ tốt hơn nha mọi người. Rồi, hello Jessica nha. Jessica ơi, không biết là nhà mình có hay dùng xúc xích không ạ? Có hay dùng thao hóa đất thanh trùng không ạ? Có hay dùng những sản phẩm ăn liền không ha? Đó, mình có thể là mua giùm em đặt liền trong đây luôn nha, mình đỡ phải đi ra ngoài mua nè. Đó, đặt liền trong đây giúp em luôn nha. Rồi, lên 1.100 ca tim rồi mọi người ơi. 1.100 tim rồi mọi người ơi, nhanh chóng mình có thể là bỏ thả tim giúp em đi. Rồi, follow kênh bên em nha mọi người. Hôm nay mọi người follow kênh bên em là mọi người là em bên em vui lắm rồi đó mọi người ha. Đó, cho nên mọi người có thể làm vào đây đi, follow kênh bên em là ok rồi nha. Hôm nay không mua thì lần sau mua nha mọi người ha. Cứ dần dần đi rồi mọi người tin tưởng vào sản phẩm của HCT nha mọi người ha, thì mọi người sẽ càng ngày càng tin tưởng rồi mọi người kiểu giống như là khách hàng thân quen bên em luôn nha. Rồi, xin chào bạn Hana. Bạn Hana ơi, vô đây chơi game với bên em, bên mình đi nha. Bên mình có rất là nhiều cái game mini nha. Mình sẽ chơi và mình giảm rất là nhiều nha, giảm lần 1, lần 2 cho sản phẩm mà hot dog thanh trùng nè.
Rồi chân gà thả mọc nào nha mọi người ha. Và ngoài ra là mình có thêm là những cái sản phẩm như là hồ lô nữa nha. Đó, sản phẩm hồ lô đại phú đại cát mình có thể ăn để tâm linh là tốt số hơn mình nè. Và ngoài ra là có thể là bổ sung thêm cho mình sức khỏe nha mọi người ha. Rồi mọi người ơi, tranh thủ vào nhà HCT Family Food chơi với bên em nha mọi người ơi. Mọi người vào tương tác bên bên nhà em nha mọi người. Rồi vào đây chơi đi mọi người ơi, vào đây chơi nha. Thì hết trời sao lại nhớ cái nó xuống vậy á. Rồi, ủa có hai người là mình có thể đúng rồi đó. Đúng rồi. Rồi mọi người ơi, nhanh chóng vào đi nha mọi người ha. Trên tay em hiện tại là cái chân gà thả mọc nè mọi người ha. Mình vào đây mình sử dụng giùm em thử đi nha. Bảo đảm với mọi người ha, sử dụng thử thì mình sẽ thấy khác biệt liền luôn nha. Hồi lúc trước em có sử dụng những cái sản phẩm khác rồi nha mọi người ha. Là nó kiểu giống như là mình mở ra rồi có nó bị bở đó nha. Hồi lúc trước là em có dùng sản phẩm này nè. Thế là bạn Dung Trần nha. Đúng rồi mọi người, chân gà thả mộc bên nhà em á được hầm với lại 18 loại thảo mộc cung đình tự nhiên nha. Đúng vị rồi. Rất là thanh nha mọi người ơi, mà hầm trong 24 giờ nhưng mà vẫn giữ được ở cái độ dai giòn của chân gà nha mọi người ơi, làm cho chân gà của mình sẽ không bị bở nè. Đó mọi người ơi, chân gà bên nhà em á mọi người có thể xé ra ăn liền được rồi. Mọi người có thể ăn lạnh lạnh ăn cũng được nữa nha mọi người ơi. Ở đó. Phía bên ngoài á nó có một cái lớp collagen. Nó mấy bạn nữ mà thích ăn chân gà chắc chắn sẽ rất là đẹp da luôn. Rồi một cái mọi người biết á là tại vì collagen là nó ở bên dưới lớp biểu bì lớp da đó mọi người ha. Còn bây giờ nó hầm thêm cái thảo mộc nữa thì mọi người thấy là nó tốt đúng không ạ? Nó bổ sung collagen cho mình ha. Chờ mọi người nghe là kiểu giống như là da này kia mình ăn đó thì mình sẽ bổ sung collagen cho mình nhiều, đúng như vậy nha mọi người ha. Đó rồi còn cái này nó collagen mà nó còn kiểu mà hầm thêm với lại thảo mộc nữa, 18 loại thảo mộc cung đình nữa mọi người ha. Thì mọi người thấy đó, nó rất là tốt đúng không ạ? Đó. Rồi hello 6 bạn đang xem nha. Mọi người ơi vào đây xem chung vui đi ha. Vào đây cứ bình luận giúp em đi là vui rồi nha. Rồi bình luận nói chuyện phím đi mọi người ha cũng được nha. Vào đây tương tác giúp em nha mọi người ha. Lên 1k5 team đi. 1k5 team đây rồi bên em sẽ là giảm giá thêm cho mình những cái sản phẩm này nha. Đây mọi người bên nhà em không ngoài cái combo mà 5 chân gà kia bên nhà em còn combo 10 chân gà nữa nha mọi người. 10 chân gà thì mọi người mua lời hơn. Đó. 10 chân gà hiện tại là đang giảm xuống còn có 120.000 giảm còn có 149.000 thôi nha mọi người ơi, nó cực kỳ rẻ cực kỳ hời luôn. 120.000 còn 109.000 thôi nha. Đó, còn 109.000 thôi, mọi người biết là mình càng mua thì nó sẽ càng được lợi hơn đúng không ạ? Đó, cho nên bây giờ mọi người càng mua đi ha, sẽ càng được lợi hơn nha. Thí dụ giống như mua hẳn một túi luôn đi nó còn được lợi hơn nữa. Một túi hơn luôn đi mọi người ha. Nó một túi luôn đi nó tới là 20 cây lận nha. 20 túi lận nha mọi người ha. Cho nên là một cái túi lớn thì nó sẽ có 20 túi nhỏ nha mọi người. 20 túi nhỏ nha. Rồi nó sẽ có là cái này là hiện tại là còn vị cay đúng không? Vị cay đúng không? Rồi, chân gà bên nhà em á nó có một cái vị cay nhẹ của tiêu nè, với lại của ớt khô. Nó vị cay the nhẹ thôi nha mọi người ơi. Em bé ăn nói chung là những cái bạn nhỏ ăn cũng được nữa, bạn nhỏ nào mà ăn cay được thì ăn cay được tại vì cái vị cay nó cay nhẹ thôi. Đúng rồi, nó cay vừa đủ mọi người. Nói chung là cay của những cái loại thảo mộc như ví dụ như là tiêu với lại ớt khô thôi mọi người ơi. Đó, nó không phải là sa tế hay là cái gì hết. Đó, rồi mọi người thấy không ạ? Ví dụ như sa tế kiểu mì hăng đúng không ạ? Còn đây là kiểu giống như ớt khô nhưng mà kiểu ớt khô cùng với tiêu và cũng là cái vừa đủ cái định lượng mà không có bị cay quá nha. Cho nên là thí dụ mọi người cứ lăn tăn là mình mua về không biết là trẻ nhỏ ăn được hay không. Trời ơi, mọi người khỏi lo nha. Cái vị nó kiểu giống như là the vừa nha mọi người ha. The vừa nha mọi người ha. Mà em nói thì mọi người bây giờ là trẻ nhỏ ăn cay nhiều khi còn giỏi hơn người lớn nữa. Cho nên cái vị the vừa này á là nó vừa đủ kích thích cho các bé rồi nha mọi người ha. Cho nên mọi người không cần phải lo nha. Rồi mọi người ơi, có muốn em thử hay không thì mọi người cứ bình luận vào đây nha. Mọi người bình luận vào đây đi thì bên em sẽ thử cho mọi người coi trong cái phiên livestream này luôn nha mọi người nha. Sản phẩm bên em đang ghim lên cho mình là cái chân gà nha. Cái chân gà hầm thảo mộc nha mọi người ha, 18 loại thảo mộc cung đình nha. Đó, bên em đang ghim cho mình là cái combo là 10 cái nha. 10 cái bên em chỉ còn là 109.000 thôi, mọi người tranh thủ đặt vào giỏ hàng giùm em nha. Bỏ vào giỏ hàng rồi thanh toán giúp em trong phiên live nha mọi người ha. Một lát nữa không còn phiên live mọi người không có tìm đâu ra đâu mọi người. Đó. Đúng rồi mọi người ơi, khi mà kết thúc phiên live nha, những cái sản phẩm giá giảm với nhà em nó sẽ trở về cái giá gốc. Đó nên mọi người tranh thủ mọi người mua những cái sản phẩm này ở trong phiên livestream bên nhà em.
hoặc là mọi người chưa rõ sản phẩm nào, hoặc là mọi người muốn em review sản phẩm nào thì mọi người cứ comment tương tác với bên nhà em đi, bên nhà em sẽ giảm cho mọi người rất là nhiều đó. Mọi người comment tương tác đi mọi người ha, là bình luận tương tác đi là ok rồi nha, bình luận tương tác giúp em là ok rồi nha mọi người ha. Rồi mọi người ơi, chờ ơi, lên một cà phê 7k team rồi mọi người ơi. Rồi mọi người có thích sản phẩm nào thì bên mọi người cứ bình luận giúp em đi nha, bình luận giúp em để coi coi mọi người thích cái sản phẩm nào nha mọi người ha. Rồi bây giờ em sẽ nói lại nha mọi người ha, sản phẩm này á thì nó sẽ có màn bọc PVDC nha, cái này là màn bọc ở bên ngoài, cái vỏ bọc bên ngoài là của xuất xứ từ Mỹ nha, rất là an toàn cho thực phẩm của mình luôn nha. Và ngoài ra cái sản phẩm này sẽ hút chân không hoàn toàn nha, bây giờ em chưa có mở ra thôi nha, nó chỉ là em chỉ là đụng ở bên ngoài em bóp thử thôi, nó vẫn có cái sự đàn hồi nha mọi người ha, nó không có bị bở nha mọi người nha, cái sự đàn hồi nó không có bị bở nha mọi người biết á. Đi ra ngoài mình mua những sản phẩm ở ngoài đó mình không biết mở ra nha, em đã từng mở ra rồi, cái mùi nó rất là hắc nha, rất là hôi luôn nha mọi người ha. Và ngoài ra cái thịt nó bị bở ra luôn, mình chưa có đụng, mình chưa có cắn, mình chưa có cắn vào đi nha, mình chỉ cầm thôi là nó đã bở ra rồi nha, mình xé ra mình thấy đã bở rồi nha. Nhưng mà sản phẩm này á, em bảo đảm mọi người cứ mở ra đi, dai giòn nha mọi người ha, dai giòn của da nha mọi người ha. Và ăn cho mình là bổ sung collagen nè, rồi còn có thể là bổ sung cho mình những khoáng chất nè, những vitamin nè, từ cái những cái thảo mộc mà bên em đã hầm nha, 18 loại nha. Đó mọi người thấy không ạ, cực kỳ là tốt cho sức khỏe của mình luôn nha mọi người ha, hầm thảo mộc mà cái gì mà không tốt đúng không ạ. Đó rồi combo chỉ có là 10 cái nha mọi người ha, chỉ có là 109.000 thôi nha. Bây giờ mọi người bình luận đi, bình luận giúp em đi, rồi bên em sẽ tặng cho mình kèm nữa nha mọi người ha. Ôi, gửi kèm cho mình nha mọi người ha, giảm cho mình nữa mọi người ơi nha. Rồi mọi người ơi, có thấy có muốn là em có thử sản phẩm nào hay không ạ? À? Muốn em thử sản phẩm nào thì mọi người bình luận giúp em nha mọi người. Bình luận giúp em đi mọi người, thì xong rồi em sẽ là đem cái sản phẩm đó lên rồi review cho mọi người ngay trực tiếp trên phiên live này nha mọi người ha. Đúng rồi mọi người, mọi người muốn em mọi người mà đang còn lăn tăn hoặc là lo sợ điều gì thì mọi người cứ comment tương tác với nhà em đi, hay là mọi người muốn em review sản phẩm nào thì bên nhà em sẽ sẵn sàng review sản phẩm trước mắt mọi người luôn, cho mọi người yên tâm và tin tưởng hơn nha. Đó mọi người thấy không ạ, trời ở trực tiếp như vậy có gì mà phải lo đúng không ạ. Đó ở đây là có những cái hãng sản phẩm như là Hot Rock thanh trùng nè, đó rồi những sản phẩm giống như là Hồ Lô thanh trùng nha mọi người ha, và sản phẩm chân gà bên em cũng là thanh trùng luôn nha mọi người ha, tất cả sản phẩm bên em đều là thanh trùng hết nha, cho nên là cái hàm lượng dinh dưỡng của nó cực kỳ cao luôn mọi người ha. Đó hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ cao luôn, và cái cách bảo quản á thì nó cũng rất là dễ dàng luôn mọi người, không cần phải lo lắng nha. Sử dụng giùm em đi mọi người ha, thay vì mình đi ra ngoài mình mua ở ngoài những cái siêu thị lớn siêu thị nhỏ hay tạp hóa này kia mình không biết rõ được như thế nào, thì mình khẳng định như trong đây mình mua đúng với cái nguồn gốc sản phẩm mà quê nhà của mình đã có sẵn nha. Và ngoài ra nữa bổ sung chất dinh dưỡng cho mình rất là nhiều nha mọi người ha, còn được gì nữa ạ, còn được giảm giá, còn được gửi tặng kèm được gửi kèm theo là quà tặng quà nữa được gửi theo kèm theo quà nữa mọi người ha, được gửi kèm theo quà nữa nha mọi người ha, cho nên có gì mà mọi người phải lăn tăn đúng không ạ, nhanh chóng bỏ vào giỏ hàng thanh toán liền cho em nha mọi người ha. Nói thiệt với mọi người ha, cái mấy cái sản phẩm này là ở nhà luôn luôn có, chứ mọi người cứ hỏi các mình đi ra ngoài mình mua vừa tốn mệt sức rồi tốn thời gian mình phải tốn tiền nữa đúng không ạ. Em nói thiệt mọi người, đi ra ngoài á những cái sản phẩm này á, mà những sản phẩm mà thường đi mình ăn mà kiểu bở đó mọi người ha, nó đã giá còn mắc hơn nữa mọi người, em bảo đảm mọi người luôn. Bây giờ những cái sản phẩm mà kiểu xúc xích mà bở này kia đó còn mắc hơn nữa, thì thay vì như vậy thì mình có thể là mua luôn Hot Dog thanh trùng hiện tại bên em nha. Đó thịt thật nha mọi người ha, đúng rồi mọi người ơi, đúng rồi mọi người, đi ra ngoài đường hoặc là ngoài tạp hóa mọi người mua thì nắng nôi đúng không, mọi người chỉ cần đặt ở trên phi live stream bên nhà HCTV Food vừa được receive và giao tận nhà cho mọi người luôn nha. Đó tận nhà luôn nha mọi người ha, la giao tới cho mình là tới giường luôn cũng được nha mọi người ha. Đó mọi người nhanh chóng vào đây chung vui với em đi ạ, vào đây nhanh chóng đi mọi người ơi. Rồi mọi người nhớ follow kênh bên em nha. Mọi người hồi nãy giờ mình có thể lướt qua cũng được, nhưng mà mọi người đừng quên là mình follow kênh bên em nha. Follow kênh bên em để khi mà mỗi lần phiên livestream á, mọi người lên tâm sự với tụi em cho vui nha. Tâm sự rồi mình có thể là hỏi han thêm những sản phẩm bên em cũng được nha. Rồi mọi người có thể là biết được những sản phẩm bên em á, mình mua về mình ăn chung với mì. Mọi người biết bây giờ á là thí dụ như là mình sẽ vơi đi tiền rất là nhanh đúng không ạ? Nhưng mà mình ăn mì hoài mà sao chịu nổi, đúng không? Rồi bây giờ sẵn tiện bây giờ mình vẫn còn tiền nè, mình sẵn tiện mình đặt hàng liền luôn những cái sản phẩm giống như là chân gà thảo mộc nè, rồi Hot Dog thanh trùng nha mùi ha, Hồ Lô thanh trùng nha mùi ha, những sản phẩm này để sẵn ở nhà đi, để khi mà mỗi lần mà mình mở mì ra mình nấu đó, mình có cái sẵn để mình bỏ vào liền nha, mình có cái sẵn để mình bỏ vào liền ăn chung để mình có thể là bổ sung chất dinh dưỡng thêm nha. Làm thí dụ như mình thích chất xơ đi,
mình dùng cái hot dog thanh trùng mà bắp này nè, đó, rồi vừa có chất xơ vừa có là đạm nha, bổ sung dinh dưỡng cho mình cực kỳ cao và ngoài ra có chất xơ để hấp thụ tốt nha. Rồi còn không thích thì mình thích có vị là hot dog xông khói nè, đó thấy không ạ, hot dog xông khói nè mọi người ha. Rồi mình có thể là thích vị tây âu đó, mình có thể sử dụng giùm em cái này luôn nha, đó, sử dụng giùm em cái này luôn nha mọi người ha. Đó, đúng rồi mọi người, rất là rẻ. Những cái sản phẩm hot dog như là vị xông khói với nhà em nè, được xông khói từ gỗ cây xoài, nó vị nó của nó giống như là mọi người mà ăn những cái sản phẩm xông khói trong nhà hàng á, vị nó tương tự như vậy nha mọi người. Đó, không khác gì nhà hàng luôn mọi người ạ. Ở nhà mình ăn mì mà cảm giống như là ăn mì mà kiểu hàng nhà hàng 5 sao đó ha mọi người ha. Đó, nhưng mà thực sự là ở nhà không có sao nào nhưng mà ăn giống như nhà hàng 5 sao vậy mọi người ha. Mọi người ơi, tranh thủ giúp em đi ha. Mua giùm em cái sản phẩm mà thích kiểu giống như là cái vị mà Tây Âu đi ha, sử dụng giùm em cái là dạng xông khói này nha. Mua về cái dạng xông khói này giúp em nha mọi người ha. Đó, rồi mua về thì tự nhiên cái mình bỏ vào cái mì mà của mình ăn á, mình thấy sang liền đúng không ạ? Rồi thấy cái mì của mình giống như là mì bên Âu liền nha mọi người ha, đó, nước ngoài liền nha mọi người. Đó, sản phẩm này bây giờ bên em đang ghim cho mình còn nhiêu nè, đang giảm cho mình còn có 159.000 thôi, 180.000 mà giảm cho mình còn có 159.000 thôi đó, mọi người thấy không ạ? Rồi bình luận vào đây đi mọi người ha, bình luận vào đây đi, rồi mình mọi người là thích có muốn giảm nữa hay không nha, giảm nữa đi rồi xong bên em sẽ là giảm cho mình ngay trực tiếp trong cái phi line này luôn nha mọi người ha. Rồi anh chị em mình tranh thủ nha mọi người ơi, hiện tại là mọi người chỉ mua được giá giảm ở trong phi livestream bên nhà em thôi nha, chứ khi mà tắt livestream á, giá nó sẽ không còn giá giảm nữa mà mọi người phải mua giá gốc đó. Đúng rồi, giá gốc có tới 180.000, trời ơi gì mà mình mua giá 180 đúng không ạ? Thay vì trong phi livestream như vậy á, mua giùm em luôn là một giá 159.000 nha, chia ra đi 159.000 đi, mà cho là một hộp như vậy tới 20 cây nha mọi người ha, chia ra đi rẻ cực kỳ, nó tầm có khoảng là hơn 10.000 thôi, trên dưới 10.000 thôi nha. Đó, trên dưới 10.000 thôi nha mọi người ha. Rồi hello, chắc là Nhi đó. Rồi mọi người ơi, vào đây chung vui với em đi mọi người. Sao mà giảm hơn hôm qua nhiều trời. Rồi mọi người ơi, nhanh chóng vào đây 12, em xin nhắc lại nha, hôm nay nếu mà mình mua cho mình một hộp nha, bất kỳ nha, bên em sẽ gửi kèm cho mình theo á là cái sản phẩm hot dog thanh trùng nha. Sản phẩm hot dog thanh trùng là có 4 vị bất kỳ nha, bên em sẽ gửi kèm theo nha, 4 vị bất kỳ cho mình nha. Đó, tạo bất ngờ cho mình kèm theo những cái sản phẩm mà bên em đã giảm cho mình nha. Đó, rồi em xin liệt kê lại nha mọi người ha. Hot dog thanh trùng nào, hồ lô thanh trùng nè mọi người ha. Và ngoài ra nữa là cái chân gà thanh trùng của mình luôn nha. Chân gà thảo mộc thanh trùng nha mọi người ha. Nó kết hợp cho mình là tới là 18 loại thảo mộc cung đình nha mọi người ha. Bổ sung cho mình rất là nhiều collagen và ngoài ra là cái acid amin và khoáng chất cho mình nha mọi người ha. Nhanh chóng vào đây đi mọi người ơi. Ok. Xuống lại hen. Rồi mọi người nhớ follow kênh bên em nha. Hôm nay thì em sẽ xuống lại sớm nha. Rồi mọi người nhớ follow kênh bên em để có thể là lần sau thấy được phiên livestream nha mọi người ha. Ừ. Okay, tất nhiên.